Hello mọi người, ba núi đang chờ cầm cái trái hồng vuông đồng chín muộn đó mọi người. Cái da nó rất là giòn, ăn dai dai, cắn thì sượt 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 luôn. Mà bên trong thì mật là mọng nơi này luôn nhé. Mọi người thấy tuyệt vời thì đăng ký kênh ủng hộ cho ba núi nhé mọi người ơi. Đây lại bên đây là cái hồng vuông đồng nhé. Còn bên đây là hàng lóc nhé. Hàng lóc chín muộn cuối mùa đấy ạ. Đỏ rực, đỏ tươi luôn đấy ạ. Phải nói tuyệt vời lắm luôn mọi người nha. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho ba núi nhé. Follow ủng hộ ba núi với ạ. Đây mọi người thấy không này. Tuyệt vời dã man luôn. Nó rất tuyệt vời luôn đấy ạ. Rồi cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho ba núi nhé. Cảm ơn mọi người đã thương yêu, tin dùng, tin yêu cái hồng treo gió ba núi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Đây mọi người thấy không này. Phải nói là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đây cái hàng này hàng vuông đồng. Với đây là hàng lốc nha mọi người. Cái loại này, hàng lốc này này. Hàng lốc loại này này. Chỉ khoảng 5 ngày nữa là ba núi hết hàng nha mọi người. Nên mọi người ăn thì mọi người nhanh chóng đặt hàng cho ba núi ạ. Không có loại này 5 ngày nữa là chỉ còn cái hàng khô thôi. Còn hàng vuông đồng thì còn đến còn tầm khoảng 15 tháng giảm tháng sau. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ạ.